Hello mấy anh em, hôm nay mình tiếp tục cái chương trình thanh lý mấy cái hàng trưng bày của Makita nha. Ở trong đây nó sẽ có Makita nè, đây nè, một cái pin của Makita nè, và mình thanh lý luôn cả cái đèn năng lượng mình kia, cái bộ Tojuko nằm đây ha, thì nó cũng còn vài bộ mình sẵn giới thiệu cho mấy anh em luôn. Thì thực ra thì Makita mình thấy cái nhu cầu mấy anh em đi mua hàng, thường mấy anh em cũng chẳng coi cái hàng trưng bày đâu, tại vì mấy anh em mua hàng đó là mấy anh em vô nói lấy tôi cái mã đó, máy đó, cái là cầm máy mới ra đưa luôn à. Chứ thực sự mà nói anh em để mấy con trưng bày mang ta con mới tinh nè anh em ơi ha, nó rất là mới luôn anh em ha, mới tinh chỉ dính mấy lớp keo này là dán cái tem giá thôi, chứ thực sự nó còn rất là mới luôn. Và giá hiện tại bây giờ Makita nó tăng rất rất là cao nha mấy anh em ơi, nó không còn như giá hồi xưa nữa. Thì trong cái video này mình sẽ thanh lý những cái hàng hàng trưng bày thôi, mọi thứ chỉ có một con, nhưng mà mọi thứ này nay mai sẽ có tồn kho sẵn đây luôn, anh em ghé anh em mua cái là bán thôi nha. Nhưng mà giá thì theo giá hiện tại bây giờ nha mấy anh, hiện tại bây giờ giá nó cũng khá là cao nha. Thông thường thì giá Makita mình bán thì nó cũng bằng với mấy giá mấy anh em bán online thôi, chiết khấu nó cũng thấp lắm nên thì bán theo cái xu hướng mấy anh em là anh em ghé mình lấy mua mã gì mình cầm mã đó ra thôi, có mã sẵn để đó anh em cứ lấy là khui ra được mình bán thôi nha. Chứ trưng bày thì mình thấy nó cũng không có nhất thiết lắm, bởi vì Makita quá nổi tiếng rồi nha. Thì để cái không gian mình trưng bày những sản phẩm mới nha, những cái sản phẩm mới mấy anh em ơi. Rồi đi vào chi tiết nha, mỗi thứ có một con, anh em nào mua thì liên hệ số điện thoại ha, chuyển khoản hay gì đó giữ hàng ha. Anh em muốn mua sớm thì mình cứ đặt cọc mình chuyển khoản để mình giữ hàng lại, bán nó đơn giản lắm, anh em cứ liên hệ số điện thoại đó, người ta nghe cái để máy này cho anh thì anh giữ trong bao lâu anh cứ chuyển khoản đi, rồi người ta sẽ dán cái tên này nè, số điện thoại của anh vô đây ha. Tới đó thì đóng hàng giao cho anh hoặc là anh để anh lấy thôi nha, nó đơn giản lắm, không gì phức tạp cả. Còn mấy anh em mà chờ mà chạy tới cửa hàng mua thì chắc có lẽ không không còn đâu ha. Những cái mà tới cửa hàng mua mà còn là hên lắm á, là gần lắm á, tại vì mấy này mình thanh lý mà số lượng chỉ có một con thôi mấy anh em ơi. Rồi đi vào chi tiết nha, đầu tiên đây là cái con máy cưa đĩa nha, cưa đĩa của Makita, cái mã này là có cái mã là M5801. Thì cái máy này á, sản xuất tại Thái Lan, công suất của nó là 1050W, đĩa 185, Made in Thái Lan nha. Máy hàng này hàng trưng bày nha, nó chỉ có bụi bặm nó bám thôi, nhưng mà nó còn cực kỳ đẹp luôn. Bình thường giá là 1 triệu 6 nha, 1 triệu 6. Thì thông thường mấy anh em online nó bán khoảng cỡ 1 triệu 580. Anh em nó cứ để ý là thông thường cái giá mình bán theo giá biểu hãng, thì từ cái giá hãng mấy hãng người ta đó, đơn vị người ta sẽ giảm xuống 20.000 30.000 anh em, để nó cho cái giá cạnh tranh á nha. Thì ở đây mình bán triệu 6, nhưng mà nhiều anh em online bán khoảng cỡ 1 triệu 580 ngàn hoặc 1 năm 90, có mấy anh em bán triệu 6 mấy triệu 7 ha, tùy ha. Thì cái giá này bây giờ đang sale cho anh em chỉ còn có 1 triệu 190 ngàn thôi nha, nó giảm như vậy đó mà, 1 triệu 190 ngàn thôi. Thì nó cũng có đĩa cho mấy anh em nha, có lửa cắt luôn. Thì Makita đường cái chạy rất là êm mấy anh em. Lưỡi cắt thì không biết cái lưỡi hộp này trong máy cọ, một là lưỡi cắt của Makita luôn, hai là lưỡi cắt của hãng khác nha, cũng tùy, để mình khui ra mình coi. Phụ kiện này đủ ha, tay khóa nè đầy đủ. Rồi, ok. Con này là chưa cắt một nhát nào luôn nha mấy anh, mới tin gì đó, nhưng mà lâu ngày trưng bày bụi thôi. Thanh lý 1 triệu 190 ngàn. Máy chạy rất là êm, số lượng có một con ha mấy anh em ơi, mấy anh em ơi. Một con nha. Rồi, kế tiếp qua dòng máy khoan HB1630. Đây là dòng máy khoan HB1630, giá đang thanh lý cái con này là 1 triệu 050 ngàn. Con này hiện tại giờ mấy anh em đang bán khoảng cỡ 1 triệu tư mấy đó mấy anh. Anh em có tham khảo nha, cứ tham khảo trước khi mua. HB1630 giá thanh lý là 1 triệu 050 ngàn ha. Đó, đầu kẹp 13 ly, công suất là 710W, HB1630 hàng sản xuất ở Thái Lan. Anh em lưu ý nha, cái con này là con của Makita luôn nha. Còn cái Makita MT á, ví dụ đây nè, Makita với Makita MT nó khác nhau, hai cái phân khúc này nó khác nhau nha. Makita MT là của Matic ngày xưa đó, thì nó giá nó sẽ rẻ hơn Makita thường, nó rẻ hơn Makita ha. Rồi, nó có hai phân khúc khác nhau như vậy. Cái dòng này là dòng của Makita nè mấy anh, giá là 1 triệu 050 ngàn thanh lý nha, 1 triệu 050 ngàn HB1630 ha, sản xuất ở Thái Lan, Made in Thái Lan mấy anh em. Ok ha. Rồi, rồi đảo chiều ha,
Ok rồi đó, rất đẹp. Này thì giờ anh em sẽ lao lại cái này là nó mới tinh thôi ha, rẻ hơn được mấy trăm ngàn. Nói chung giờ mình thanh lý những cái giá này là lỗ rồi mà, chứ không có lời được ha, trưng bày là lỗ rồi đó, lỗ hơi bị nhiều rồi. Ok nha, giá là 1.050.000 cho con này nha mấy anh, 1.050 HP 1630. Rồi kế tiếp nữa, một cái con khoan M8101. M8101 đó là cái con của MT, nhưng mà cái con này anh em giá nó bằng với con HP 1630 luôn. À, nó chỉ thấp hơn chút xíu mấy chục ngàn thôi. À, giá anh em cứ để, anh em cứ lên mạng anh em search ha. À, M8101 con này được cái là cái đầu kẹp 13 ly, nhưng mà cái đầu kẹp này nó dùng tay khóa, nó không có dùng cái khóa. À, anh em một tay giữ, anh em kẹp giữ nè. Đó, tự động nha, lóc cái nè. Đó, lóc nè anh em. Ha, nó từ cái tự động. Anh em khóa lại ha, lóc nè. Anh em phải cầm cái tay duỗi cái trục nha, tại vì cái máy điện thì nó không có khóa trục trong đây đâu, anh em giữ tay lóc nè. Đó, nhắc nhả nhả lên nè. Đó, nhả cốc cái ha. Đầu khóa tự động nha. Nó 13 ly khóa tự động luôn. Nha, còn mấy dòng kia nó chỉ khóa cái trục siết nó cứng nữa thôi. Rồi, cái dòng này anh em, công suất nó 710W, đầu kẹp 13 ly nha, tốc độ quay 0:2. Giá con này là 1 triệu đồng nha, thanh lý 1 triệu, nó rẻ hơn con kia 50.000 ha. Đó, cái con này thì nó rẻ ha. Đó. Đây. Cái máy của mày người ta nó chạy khác bọt lắm, nhưng mà nó chạy êm lắm. Rồi. Con này cũng sản xuất ở Thái Lan luôn nha. Made in Thái Lan luôn nè. Ok, HP 1610 cũng Thái Lan, con này cũng Thái Lan luôn. Điều nó điều tốc tại cò ha, đảo chiều trái phải đầy đủ ha. Nãy mấy con này trưng bày chứ ít cắm điện sờ thử lắm. Như vậy thôi đó, đâu khoan mũi nào đâu mà. Nha, rồi ok, giá 1 triệu đồng một con. Số lượng có một con nha. 1 triệu đồng. Rồi kế tiếp qua cái dòng máy khoan M8103. 8103 thì cũng có đầu kẹp 13 ly, nhưng mà giá nó sẽ rẻ hơn nha. Con này thì công suất nó có 430W thôi, nhưng mà nó có máy chức năng là khoan búa đầy đủ ha. Đó, mấy con khoan thì cũng có hai chức năng, khoan búa đầy đủ ha. Đó, thì có cái con này anh em giá chỉ có 790.000 thôi. Bình thường con này giá khoảng 1.1 triệu ha. Thì anh em cứ tham khảo M8103, 430W ha, đầu kẹp 13 ly. Con này thì cũng có đảo chiều trái phải MT nha. Mang cái tay MT. Đấy, anh em xài gia đình hay gì xài mấy con này là bao phê luôn nha. Rồi đó, gạt qua. Đảo chiều ha. Đó, đầy đủ nha, đầy đủ tính năng. Rồi, giá là 790.000. Cũng có một con ha mấy anh em ơi, một con nha. Kế tiếp nữa thì đã qua hai cái dòng máy mài. Hai cái dòng máy mài này thì GA4030, 4031 anh em. GA4030, 4031 thì nó dùng cái công tắc là công tắc đuôi ha. Hai cái cùng công tắc đuôi và công tắc trượt. Ví dụ cái con này là 4031 công tắc đuôi, 4030 công tắc trượt. Cái dòng này anh em thì nó dùng điện 100 của M10. Công suất là hai con này là 720W hết nha, 720W hết. Cái đầu này của Makita nha, không phải MT nha anh em. Makita nha. Đó. Thì cái dòng này bình thường giá khoảng cỡ 1.1 triệu mấy, 1.1 triệu gần 1.2 triệu. Thì giờ sale anh em còn là 790.000. Anh em ơi, còn rất là mới luôn, 790.000 ha. Hàng xuất ở Thái Lan nha. Đó. Trước khi cắm rồi anh em sẽ vị trí số 0. Gạt. Yeah. Ok ha. Thì khi anh em mua thì nó sẽ có đầy đủ cái này nha. Cái dòng này có một cái phiên bản là nó không có tay cầm. Anh em lưu ý nha, và mình bỏ đầy đủ cho anh em luôn. Tại vì cái này hàng trưng bày mình khui ra nó để trưng bày không bị mất đó mấy anh. Rồi ok, 790k một con nha. GA4031. Rồi 4030 á thì nó là công tắc trượt. Y chang có 4031 luôn, chỉ khác công tắc trượt thôi. Đây. Thông số kỹ thuật cũng vậy, mấy này mà con này cũng là 790.000 nha. Đó, cũng sản xuất ở Thái Lan hết. Trong cái đám này anh em, mấy dòng máy này chỉ có con máy bào nè. Một con máy bào điện và một con máy cắt đá là sản xuất ở Trung Quốc thôi, còn lại là Thái Lan nó sản xuất hết. Rồi, 790.000 cho con GA4030 nha, công tắc trượt. Kế tiếp con máy bào. Đây là cái dòng máy bào điện ha, có cái mã là M1902. Cái dòng này đó anh em có công suất là 580W nha. À, đĩa phổ thông 82. Dòng này thì sản xuất ở Trung Quốc, giá bình thường là 1.3 triệu. Giờ giá thanh lý cho anh em là chỉ có 900.000 thôi. À, 900.000 thôi.
Cái dòng này thì theo mình đây, cái lưỡi bào này hình như là nó có bào qua cái mọc đường này, nhìn thấy nó có cái bợn nó bám đây nè mấy anh. À, chắc nó có bào qua một một đường rồi đó nha, nhưng mà nó còn mới tinh nè. Ok ha, rồi anh em nghe tiếng máy nè nha. Rồi rất là êm luôn nha. Con này giá mới là 1,3 triệu nha, đang có sẵn hàng, anh em nào mua thì liên hệ. Khả năng bào thì anh em chỉnh ha, chỉnh xuống là 0, 0,5 và 1 mm. Rồi giá thanh lý là 900 ngàn một một con ha, số lượng chỉ có một con thôi nha mấy anh em ơi. Kế tiếp máy cưa đĩa, đây là dòng máy cưa đĩa M0401 nha. Cái dòng này thì nó sẽ không có nghiêng nha, đó, 0401. À, có nâng hạ mâm vậy thôi mấy anh em ơi. Công suất con này là 1.200W, sản xuất ở Trung Quốc, giá là 1.060.000 giá xưa mấy anh. À, bây giờ thì nó cũng cỡ giá này thôi hoặc cao hơn chút xíu, thì giá mình đang thanh lý con này là 840.000 ha mấy anh em ha, 840.000 nha. Đó. Anh em lưu ý nha, máy cưa đĩa Makita nó không có êm luôn nha, nó ồn lắm, bởi vì nó tốc độ quay lên tới 13.800 vòng một phút. Thông thường máy cắt đá đó, này là máy cắt đá nha, máy cắt đá thì không có nào nó im, máy cưa đĩa nó im bởi vì nó quay có 5.000 mấy thôi, 5.500, 5.800, 5.000 hoặc 4.900 vòng một phút thì nó có thể chạy im được. Nhưng máy cắt đá thì nó quay tới 13.800 vòng một phút, nó quay cỡ đó thì anh em mới cắt đá cắt gạch được, nên máy nó sẽ kêu nha. Hàng này sản xuất ở Trung Quốc nha, sản xuất ở Trung Quốc. Rồi giá đang thanh lý là 840 ngàn, một thứ chỉ có một con thôi. Kế tiếp anh em, đây đây là cái dòng máy, đây là con máy mới thanh lý với giá là 1.790.000 nha mấy anh, 1.790.000. Đây là cái mã DHB453SFX8. Cái dòng này là một máy một pin một sạc, pin là pin 3A nha, sạc là sạc sạc nhanh. À, mà giá có 1.790.000 thôi. Bình thường cái con này nó mắc tiền lắm nha mấy anh, nó không có giá này đâu. Rồi nó trang bị cho anh em là một cái viên pin 3A nè. Rồi anh em mua viên pin 3A với cục sạc là anh em lời rồi. Viên pin 3A thử anh em tìm ha, pin 3A của DO của Makita xem cái nó là bao bao nhiêu tiền nha. À, cái này để lâu chắc nó hết pin rồi đó. Pin 3A 54W 18V ok ha. Rồi đây là cái cục sạc, sạc nhanh nha. Cục sạc này anh em mua khoảng 700-800 gì đó mấy anh có tham khảo giá lại ha. DC18SD. Cái dòng này thì máy này sản xuất ở Trung Quốc nha. Cái dòng sạc là sạc 2,6A. Sạc 2,6A nha mấy anh, sạc lớn nè. 2,6A của Makita. Rồi, đó, thì sạc 2,6A, anh em sẽ một máy một pin một sạc. Và đây là cái máy. Cái máy này thì cái tốc nó quay khá là, nói chung là cái nào mà động cơ có chỗ than đầu kẹp 13 ly, cái dòng này nó quay cái tốc nó quay là một có 1.300 thôi mấy anh em. 1.300 thì so với những cái dòng khác thì nó hơi thấp ha. Ba chức năng nha, mấy cái phấn này, mấy cái nhựa này, lâu ngày có phấn này, tại thầy thực sự để lâu rồi anh em vệ sinh ra nha. Này cái phấn nhựa đó để lâu như vậy nè, anh em dùng khăn đầu lau là nó sạch ok, chứ không phải nó cũ nha. Này là máy mới chưa có xài, đầu 13 ly. Anh em đang cần một con máy mà nó hơi thiên về cổ đó có thể sử dụng con này. Ba chức năng khoan bắn vít khoan búa nha, khoan bắn vít khoan búa. Những cái này nó hết pin hay là mình bấm nó không vô ta, để mình bỏ cho thử coi. À nó hết pin nha, thì bây giờ mình sẽ lấy một chiếc pin khác mà thử cho anh em coi. Trong cái phân khúc mà máy chính hãng Makita này muốn xài viên pin của khác thì có thể dùng Toyoko nha. Toyoko thì có thể xài được cho máy dòng chính hãng nha. À, tôi cô anh em là anh em xài được cho máy chính hãng của Makita được ha, một vài dòng khác nó không có được nha, tùy nha mấy anh. Ví dụ như của gì ta, Yamasu, như Yamasu là không có được ha. Yamasu nó không, để mình thử luôn cho anh em coi. Tôi cho cô một cái cục viên pin 4A giá 380.000 thôi mà bảo hành ta là 6 tháng nha mấy anh. 4A Toyoko 21V, anh em xài được máy chính hãng nha. Đó. Tại cái này bên Toyoko họ họ nói mình mà họ xài được máy chính hãng, tại vì khi mà xài máy chính hãng thì bắt buộc phải làm thêm cái mặt hay cái gì đó mình quên rồi, thì biết xài được không. Rồi thử Yamasu, Yamasu là không có được nha mấy anh, nó không có được đây nha. Ok ha, đúng rồi, chính xác.
Tại vì bên Toyoko họ nói mình là xài được, Yamashu thì không. Mà pin của Yamashu thì nó mắc hơn Toyoko nha. Toyoko thì dạng như là à, đây. Ok ha. Đó. Tốc độ quay về thôi nhóm anh, số 1, số 2. Đầu kẹp 13 ly. Đấy. Số 2. À. Cỡ ví dụ như cỡ à, xiết vô, lock lại ha. Đầu kẹp auto lock nha. Đầu kẹp auto lock luôn à. Cái này thì nó xoay xoay như thế này nè. Nha, rồi xả ra. À, ok à, ngon lành nha. Rồi ok mấy anh em ơi, giá 1.790.000, anh em có thể là nói ví dụ giá này á, anh em có tính đi mua cục pin cục sạc là mình dư tiền rồi. Anh em cứ lên mạng search cục pin 3A của Makita nha, pin 3A của Makita bao nhiêu tiền và cục sạc bao nhiêu tiền là anh em cộng lại là nó dư tiền luôn. Mình nhớ pin và sạc nó gom gom gần 2 triệu đó mà nha, nếu mà anh em mua pin mua sạc gần 2 triệu. Cục sạc này là sạc sạc 2,6A nha, anh em lưu ý nhớ cái cục sạc 2,6A nha anh em. Đó, nơi sạc pin 3 là khoảng cỡ hơn tiếng đồng hồ. Rồi. Đó. Giá là 1.790.000 anh em ơi, chút xíu mình sạc pin cái này. Này thì chắc mấy cái hàng sale để hơi lâu rồi sale sạc pin lại thôi, không có vấn đề gì cả. 1.790.000 nha. Rồi, kế tiếp. Đây là một cái bộ của Toyoko, bên cửa hàng mình cũng còn vài bộ. Anh em nào mà mua cái bộ này giá rất là hời thời điểm hiện tại luôn mấy anh. Đây là một cái bộ vừa bu lông vừa bắn vít. Hay nói nôm na anh em mua một cái bộ bu lông nè. Đây. Anh em mua một cái bộ bu lông này nè. Một máy 2 pin một sạc, lực xoắn 550 N, xài xe máy ok nha. Hai viên pin 4A kèm thêm một cục sạc, sạc 1,15A. Thì anh em sẽ được tặng một cái thân bắn vít kèm theo cái thùng đó, thân bắn vít 230 niêu nha. Đó anh em, mà giá chỉ có 2.090.000 thôi. 2.090.000 là anh em mua cái này nè. Cái chương trình này thông thường hãng nó chạy có vài ngày thôi, mà mấy đại lý là ôm hàng có hàng thì sẽ vẫn còn hàng để bán nha. Đó, thì bên cửa hàng mình thì cũng trước khi nó hết hàng á, thì mình cũng được lấy được một ít anh em ha. Đó, đây bộ bộ lông của tôi cho anh em ha, rất đẹp. Giá một máy 2 pin sạc 2.090.000 trong dịch khuyến mãi này, thì anh em nào mua cái bộ này tặng một cái thân bắn vít giá chỉ có 2.090 thôi, tặng thân bắn vít luôn nha, hai viên pin 4A luôn. Đó, xài là ngon lành luôn rồi. Bắn vít này thì nó sẽ có số 1 nè, số 2 nè, số 3 nè, nhã đầu vít nè. À, đó, cái mẫu mới của tôi cô làm rất là đẹp nha mấy anh, tôi cô mẫu mới làm rất là đẹp. Cái bộ bắn vít này anh em mua lẻ nó khoảng cỡ 1.560.000 nha, một máy 2 pin một sạc pin 4A nha. Anh em mua lẻ đó thì cái này trong cái chương trình này thì hãng tính như vậy, thì cái thân thì anh em mua cái thân nó làm khoảng như là 700 mấy 800 mấy thì mình quên rồi. Có nghĩa là anh em mua cái này nè. Cái bộ bu lông này thì tính ra còn có, nếu mình chia ra đó anh em, còn có 1 triệu 3 thôi. Ha, cái này bắn vít này mình 700 mấy hay nhiều hay là 800 700 mấy à. Mình quên rồi. À, nếu mà tính ra thì anh em chỉ mua khoảng tầm 1.3 triệu thôi, bởi vì mình được cái tặng này mà ha, tặng cái này mà mấy anh. Rồi ok nha, đó là cái chương trình, số lượng cũng không có nhiều ha, mình cũng còn vài bộ thôi. Mấy hôm nay thì anh em thấy không, Hukan Tông giảm giá cực kỳ khủng luôn. Mà ngộ lắm, cái ông Hukan á, ổng có quy định giá bán online, nhưng mà mấy anh em online cũng bán gì quán à, xả banh xác luôn, giảm sập cái sàn luôn, nhiều lúc giảm dưới giá mình nhập luôn mấy anh ha. Bình thường cái giá Hukan nó đưa ra cho mình nó hai mức giá, một cái mức giá mình để thanh toán, một cái giá để bán online. Thì mấy anh em mà bán online á, nhiều nó cũng chẳng có bán theo giá online đâu, bán loạn sà ngầu hết, giảm 30%, 40%, 50%. Nhiều lúc cái giá mà mấy anh em bán ra mình thấy mình nhập vô vẫn cao hơn cái giá đó luôn, mà không biết mấy anh em bán kiểu gì mà công nhân giỏi thiệt. Cái ông Hukan á, máy móc của ổng á, mình phải nói là nể luôn. Có lẽ mấy anh nó bán có chính sách gì riêng hay là sao nó bán mà dưới cái giá nhập luôn mới ghê nha. Mình nhập vô không được giá mà mấy anh bán ra luôn. À, có nhiều mã máy như vậy đó mấy anh. À, khủng hoảng thiệt. Bởi vậy thì mấy anh em mấy nay mình chưa có triển khai bán Hukan, hoặc là cũng có thể là để cân nhắc lại mấy anh em ơi ha. Cũng có thể bán máy nhưng mà cân nhắc lại coi sao đó cho nó hợp lý ha, chứ lấy về mà mấy này mà đạp giá ghê quá cũng không bán, không có được đâu. Nó thực sự đem, nếu mà để những cái dòng máy mà phá giá mà ghê quá, anh em đem về anh trưng bày nó bán không có được. Bởi vì bên mình bán theo giá online, mấy anh em khác thì bán phá cái đó thì mình bán không có được
nha. Mặc dù Hukan nó có giá online nhưng mà nó loạn lắm, coi vậy với mấy anh em loạn lắm. Hukan với mấy em đá tông rồi đó, giá tùm lum hết, rất là tùm lum luôn. Nhưng mà bên mình thì nó cũng có mấy cái quạt đó, dưới mấy cái quạt với mấy cái pin pin như quạt này nọ thôi, ít thôi, không có nhiều nha. Rồi cái đèn này thanh lý bao nhiêu đây? Chia sẻ này chút xíu về cái đèn của TV Solar luôn. Hiện tại bây giờ nó thực sự trong cái tháng 6 này, TV Solar nó tăng giá nè, mỗi một cái đèn tăng lên khoảng 100.000. Mình cái đèn thì cái mẫu này mình chưa bán cái mẫu nào cho mấy anh em hết á, tại cái dòng này dòng 200W mình chưa có bán. Mình mấy nay thì mình chỉ bán cái dòng 300W thôi. 300W thì bây giờ bình thường bên cửa hàng mình bán khoảng 1.350.000, bây giờ tăng lên 1.450.000 rồi. Nhưng mà hiện tại bây giờ mới hồi tháng rồi đi bán cho anh em 1.350.000, xong giờ tăng lên thành 1.450.000, thực sự cũng khó cho mình anh em ơi. Giá bây giờ nó tăng loạn quá. Cái thứ hai nữa là cái dòng này thì mình chưa có bán cái dòng 200W này, thực sự mình chưa bán cho khách nào, nên bây giờ trong cái video này mình sẽ sell được cho mấy anh em nha. Giá hiện tại bây giờ mình sell cái đèn này anh em, giá tăng lên thành khoảng bán lẻ thành khoảng 1.250.000 nè, mẫu này. Nhưng mà trong cái chương trình này thì bây giờ mình sẽ sell cho anh em với giá là 900.000. 900.000 nha, 900.000 là dưới cái giá nhập ngày xưa luôn á, dưới cái giá nhập bây giờ hiện trong tháng 6 luôn á. Giá nhập trong tháng 6 bây giờ là cao hơn 900 một cái đèn này nha. Dưới hiện tại bây giờ này cao hơn 900 cái đèn này, và giờ mình bán 900 ngàn thôi là anh em mua dưới giá nhập luôn. Số lượng thì mình thanh lý mà có 5 5 con nha, số lượng thanh lý cái mẫu này là nó thực sự anh em có 5 5 con. Hàng thì vẫn hàng mới, 100% bảo hành cho anh em đầy đủ hết nha. Đèn này của TV Solar, cái dòng này dòng mắt ngọc này 200W. Để mình bán dòng 300W thường, 200W thì mình chưa có bán cho khách nên vẫn ok ha, chưa có bán cho anh nào vẫn ok, mình có thể giảm giá được. Rất là sáng nha. Ok luôn, cái đèn này thì anh em có thể là bố trí cho sân vườn ngoài trời được, mặt sao bằng nhôm, mặt sao bằng nhôm mắt ngọc ở đây, công suất là 200W, dạng led nè, led có này. Thông số bảo hành của TV Solar thì nó rất là dễ cho mình, có số điện thoại hotline chăm sóc bảo hành, có website, có gì đó anh em cần bảo hành liên hệ thẳng vào đây luôn. Bảo hành nó có hai trường hợp bảo hành: một, liên hệ thẳng vào trong đây luôn, gửi thẳng về đây nó bảo hành luôn; hai nữa là đem qua cửa hàng mình bảo hành. Anh em nào ở tỉnh xa đó thì liên hệ trực tiếp công ty bảo hành cho mình luôn nha, không cần qua đại lý mình, tại vì cái đó bảo hành theo hai phương thức: một là bảo hành một một giữa khách hàng và nhà bán hàng luôn ha, nhà nhập khẩu luôn, giữa khách hàng và nhập khẩu luôn; hai nữa là từ đại lý và nhập khẩu, thì anh em muốn bảo hành cách gì cũng được ha, tùy mấy anh em thôi. Ok ha. Rồi giá thanh lý này là 900.000 một một máy này, mình khỏi thử với mình, này mình có test review rồi, 900.000. Ok nha. Đó. Đây là đèn mắt ngọc nha, rất là đẹp. Đó. Thì anh em có tham khảo mẫu này đi, mẫu này hiện tại giờ bán khoảng 1.250.000 đúng không anh? Nha, giá công ty quy định 1.250.000. À, bán giá này là hơi thấp. À. Rồi, giá thanh lý mà lại có thể là không không về cái mẫu này nữa, mình sẽ về mẫu 300W, mẫu lớn hơn. Rồi, cái tấm này thì anh em là mua bộ này luôn, cái tấm nha, nó nguyên bộ này, luôn tấm pin. Pin này là 6V 30W. Đó, nguyên bộ này giá 900 nha. Rồi ok, 900.000, anh em nhu cầu mua liên hệ. Rồi cảm ơn em nhé, xin chào và hẹn gặp lại.